Rồi, chơi. Chúng ta sẽ có ngay một con Ronaldo CC cộng. Rồi, bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi. 1 cộng 6 tầm 2,5 vặt. Hoặc là 3 vặt là đẹp. 3 vặt từ 6 lên 7. Đấy, con đầu tiên. Con đầu tiên. Đập cộng 8 vặt là một cái gì đấy gọi là rất là khó đấy. Không rửa tay chưa? Đương nhiên là có rồi. Có rồi. Hôm nay mình đập bất cứ kèo nào cũng đen. Đấy, đập bất cứ kèo nào cho đen cũng đen. Thì không biết là kèo của Mặn như thế nào. Hôm nay thật sự là dây xịt của ăn. Mà thôi, Mặn đã tin tưởng gửi gắm. Thế thì cứ chơi thôi. 3 vặt lên cộng 7. Mình không mong là trong một cái gọi là cái dây mình mồi ấy, nó lại vô tình lên được. Thế thì lại rất là mất thời gian. Lại mất mất thêm phô tiền mua phôi. Và cái tỷ lệ mà gọi là lên được cộng mấy nhỉ? Lên được cộng 7 ấy, cũng hơi bị khó. Và đặc biệt là ăn liêm cũng rất là khó rồi. Đen thế nhỏ, đập cộng 7 công nhận. Đập cho anh Huy mấy con đa số ấy. Đa số mồi cho anh Huy toàn rớt. Nope. Trời ơi. Xàm thật sự. Bắt đầu một chuỗi mồi mới. Nó sẽ là... Không, con đầu tiên mà không sao hết. Bán xì đi ăn. Khả năng phải bán xì đấy. Khả năng bán xì gấp rồi đấy. Bán không nhỉ? Cần bán xì không ta? 5 số 1. Lấy Messi mồi, Messi cộng 1 mồi cái gì? Rồi. Giờ mà lên nửa thì thôi, chịu luôn biết sao giờ. Đen tận mạng luôn mà. Không, nhưng mà có kiểu như là có Vazan rồi. Có Vazan rồi. Để tí đập lên lấy BP cũng được, không sao hết. Ăn nghỉ trưa mai có nhân hai quả thắng siêu phẩm không? Ăn không không có em ạ. Hôm nay nó đã cho x2 rồi thì nó sao mà nhân thôi, nhân đôi Nope. nữa. Ba vặt nhiều quá, 2,5 vặt thôi. 3 vặt. Dây nó chỉ lặp lại một lần thôi à. Nghe ghê vậy. Anh ơi chơi thắng siêu phẩm đến mốc 700 ngồi phá các kiểu còn 1.000 tỷ BP trắng thì lỗ nhiều không ăn nè. Ngồi nghịch các kiểu, cụ thể là em nghịch cái gì ấy, nhưng mà em được cái gì từ cái chuyện nghịch cái đấy, nghịch cái đấy. Chỉ số thấp đập trước. Mồi kiểu như cộng 6 lên cộng 7 khả năng nó dễ thế nhờ. Một con 2,5 vàng là đẹp. Ăn dùng thẻ làm lại trước khi vào à? Ủa liên quan gì? Nhưng mà liên quan gì? Thẻ làm lại mình đập mấy con khác đấy. Mình đập Gosen cộng 8 này. Hoặc là mình để đập con Brozovic gì. Đập như vậy nó có khó chịu không thật sự? Đập như vậy nó có khó chịu không nhỉ? 2,5 vạch lên cộng 7. Biết biết cái dây nào lên được cộng 7 đâu trời. Thì mồi như thế thôi. Biết cái dây nào lên được cộng 7 đâu. Biết cái tân nào lên được đâu. Lên được thì quá. Biết được cái điều đấy trước thì quá tuyệt vời rồi. Đúng rồi, siêu đập 8 phải dùng thẻ làm lại chứ. Ừ, mồi hết đi nếu không lên được thì cũng đỡ tiếc. Ok bạn nhá. Anh cũng nghĩ em như vậy mà. Mua hết rồi tự nhiên mình không mồi hết. Đấy. Anh cũng nghĩ như em đấy. Mua hết rồi thì ráng ráng mồi cho hết chứ. Cái gì vậy ta? Con đập không đi. Đẹp rồi.
Kèo sau về 2 vào luôn. Ừ, tiếc quá nó về 3 nhờ. Về 2 là vào luôn rồi. Tiếc quá. Rồi. 3 con cộng 7 nữa, còn đúng con cộng 6 với lại 3 con cộng 7 nữa. Thế là chúng ta sẽ tới với ăn liêm. Mua mồi thì lâu nhưng mà đôi khi đập nó lại nhanh, đúng không? Mồi thì nó lâu nhưng mà đập thì nó nhanh lắm. Ô, đập cộng 8 lần à, đập cộng 8 lần. Ơ, từ từ nhá, đập cộng 8 cái tỷ lệ nó cao lắm, khó lên lắm. Đập vì gì phải đập 2,5 vạt dém gì vậy? À mà hết phôi rồi, đập 2,5 vạt thôi, hết mẹ phôi rồi. Thì nó thế thôi. Hết phôi rồi, hết phôi rồi. 2,5 vạt cộng 8 thôi, vì hết phôi mất tiêu rồi. Tí là mình để dành cho con coke cộng 8 nữa. Đấy. Ngứa tay chọc chọc có thể làm lại làm gì ấy nhờ. Ngứa tay chọc chọc có thể làm lại làm gì nhờ. Làm gì mà khó tính thế, làm gì mà đập mồi lên rồi phải trả luôn, làm gì khó tính thế. Nãy quên nhắc ra đi tìm bắt tôi bắt rồi. Chịu rồi. Chịu. Ôi giời ơi. Mồi toàn lên. Đừng nhá, đừng nói quả này lại lên cộng 7 chứ. Đừng nói nhá. Chưa bao giờ đập 7 lên 8 dễ như thế này à. Ôi giời ơi. Bán không ai mua luôn chứ Huy Đạm, thật bán không ai mua luôn. Cảm ơn Phúc đã cho em biết một con làm kinh tế tuyệt vời như này. Ôi giời ơi. Bịp thật sự luôn đây. Còn mấy con mồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình còn 7 con mồi lận mà. Mình sợ cái gì đúng không? Mồi mình còn nhiều mà. Không sao hết. Không cần mua nữa. Mình không mua nữa. Nóng rồi. Chúng tôi nóng rồi. Đấy. Nóng lắm rồi. Dù ở ngoài trời mười mấy độ thôi nhưng mà ở đây chúng tôi nóng lắm rồi. Đấy. Chia sẻ mẹo đập thẻ đêm khuya. Ôi giời ơi. Nào. Nhét thử coi nó có nhảy bậc không. Đấy, nhét nếu mà lên coi thử coi. Đấy, coi thử cộng 3 xong nó nhảy lên 5 không. Hai vật lên 4 rồi. Trời ơi. Bịp thật sự luôn đây. Bịp vậy. Hai vật lên 4 là bịp đấy nhờ. Bú cái gì mà bú. Bú cái gì. Dừng lại là thất bại. Dừng lại là thất bại. Đó. Ăn phúc quà cày chay làm như vậy vô cả khúc và thật đấy, bú cả khúc luôn. Bú cả khúc. Ôi giời ơi. Còn gì thì mồi đấy thôi. Cây nhà lá vườn còn gì thì mồi đấy. Làm phát phun vặt để xem sao. Đấy, không lẽ nó lên hai con. Không lẽ lên hai con liên tục cộng 7. Đúng không? Đó. Đúng không? Làm gì nó hết lực hai con cộng 7. Ôi giời ơi. Hai cộng 7 là được mồi luôn đi. Trời ơi. Hai con đập hai con liên tục lên cộng 7. Mồi hai con liên tục à. À con này phôi to đấy, không sao. Cán tốc ăn mật tô.
hai vật. Ngày bình thường đập cộng 5, đợt bọn mày mong nó lên như cái gì ấy. Đó. Mong nó lên như cái gì, mong như mong mẹ đợi con về đấy. Đó, mong như cảm giác là một người mẹ đang đợi con về đấy. Trông ngóng con về, không phải đập mong nó rớt nó lại lên. Đập thẻ. Nó chết mẹ, đập phải là chết rồi. Hai vật lên cộng 8. Mình lại nói hai vật mày lên cộng 8 đi. Nói đi. Nói với tao như vậy đi. Nói với tao là hai vật lên cộng 8 đi. Ok chưa? Tốn quá trời phôi luôn. Phôi là phôi là phôi là phôi. Đó. Đấy, bây giờ hai vật nói với tao mày lên được cộng 8 đi. Nói nhỏ nhẹ vô tai tao đi. Thủ thì em lên cộng 8. Đấy, không có chuyện đấy đâu. Làm gì có. Kiểu như rút không kịp, nó là cái sự vô tình. Đó. Đấy, Stoikov lên cộng 8 mà. Nói nhỏ nhẹ vô tai của tôi đi anh bạn. Hai vật bạn lên được cộng 8. Nói nhỏ nhẹ vô tai của tôi đi. Làm gì có cái chuyện đấy nhờ. Bú 207 tỷ. Ôi, đừng có nói thế nhá. Đừng có như thế, thật đấy. À, kéo cuối cùng là Monzozovic đúng không? Đấy, cho 2,5 vật. Cho 2,5 vật. Cho 2,5 vật luôn. Nói nhỏ vào tai tôi. Hai vật bạn có thể lên được cộng 8. Đó, làm gì có chuyện đấy. Ok chưa? Rồi, kéo cuối cùng. Đó là con Bonzozovic này. Nó lên cộng 8. Kèo này là sử dụng thẻ làm lại luôn nhé. Sử dụng cái thẻ làm lại luôn. Đây rồi. Không quan tâm vì con này con mồi. Trời ơi, làm sao mà lên được. Đấy. Nó về 2, nó về 2, nó về 2. Làm nhẹ cái thẻ làm lại luôn. Làm nhẹ cái thẻ làm lại luôn. Rồi, không lên rồi. Không lên, không lên, không lên anh em nhé. Rồi. Bonzozovic về 2. Tất cả đã xong rồi. Bao nhiêu công sức anh em chờ đợi. Đây. Một con Ronaldo mùa CC cộng 7. Đây sẽ là kèo. Nếu mà kèo này lên ấy, kèo này may mắn nó lên được ấy, thì sẽ là kèo gọi là bùng nổ nhất của mình từ khi chơi FIFA Online 4 hay là FC Online cho tới bây giờ. Đó. Nếu kèo này được cộng 7 sẽ là kèo to nhất của mình từ trước đến bây giờ. Phôi nó cũng khá là to. Một kèo này đâu đó khoảng 2 vòng sự kiện. Hai vòng sự kiện. Anh em cho mình xin nhìn ngắm lại. Cho mình xin 30 giây nhìn ngắm lại con Ronaldo CC cộng 6 này. Đấy. Cùng nhìn ngắm lại con Ronaldo CC cộng 6 này nào. Thật sự để mà nói ấy, ngay từ lúc đập con Ronaldo CC cộng 6 này thôi là mình đã run rồi. Đó. Và thật sự mạnh rất là cống hiến. Bây giờ đập hắn cộng 7 luôn. Cảm ơn mạnh rất nhiều chứ. Cảm ơn mạnh nhiều vì cái đập thẻ này. 20:30 rồi. Điều gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Và chắc là sẽ không cho mọi người chờ lâu nữa. Nó khá là căng. Thôi. Điều gì đến cũng phải đến thôi. Rồi, chơi. Chúng ta sẽ có ngay một con Ronaldo CC cộng 7 đây rồi. Ui giời ơi. Oh. Ronaldo CC cộng 7. Thì mà cái gì vậy? Ui rồi ôi. Ôi. Mình không tin vào mắt mình luôn đấy. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Ôi cái gì vậy? 40.000 tỷ. 40.000 tỷ con JCC cộng 7 này. Ôi giời ơi.
Không ngủ công an em ngồi chờ cho tới tận bây giờ. Ngay cả mình còn run mà. Ôi. Ok, cảm ơn bạn nhiều vì cả đập thẻ nhé. Nói không nên lời luôn đấy. Và cảm ơn anh em rất nhiều. Vì... Không, cảm ơn mọi người nhiều. Vì đã ngồi đây. Chứng kiến khoảnh khắc này cùng với mình. Thật sự bây giờ mình run người luôn mà. Ôi dồi ôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái kèo này lại ngủ ngon rồi. Ôi. Ronaldo CC cộng 7.